Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang cơ sở của huyện Mộc Châu phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn huyện Mộc Châu có hơn 29.000 trẻ dưới 16 tuổi, chiếm 25,4% tổng dân số toàn huyện. Xác định rõ đây chính là những chủ nhân tương lai của địa phương và đất nước. Trong suốt những năm qua, huyện Mộc Châu luôn quan tâm thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo môi trường an toàn, thân thiện, bình đẳng về cơ hội cho trẻ. Hàng năm, ngoài việc thực hiện đầy đủ các chính sách của nhà nước, Ủy ban Nhân dân huyện còn chú trọng thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, chăm lo đời sống cả về vật chất và tinh thần cho trẻ em. Dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em là điều mà cấp ủy chính quyền huyện Mộc Châu luôn quan tâm thực hiện trong suốt thời gian qua. Tất cả các cấp, các ngành, đoàn thể và các địa phương cùng tham gia chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo, đảm bảo mọi trẻ em đều được chăm sóc và phát triển toàn diện. Để thực hiện tốt công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, huyện Mộc Châu đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể phối hợp xây dựng môi trường sống an toàn lành mạnh, chủ động phòng ngừa các nguy cơ gây tổn hại, giảm thiểu thấp nhất trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục. Cùng với đó là thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cả về vật chất và tinh thần cho trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nói riêng. Và tất cả các tổ chức ban ngành của huyện đều rất là quan tâm đến công tác chăm sóc giáo dục trẻ em, thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo đối với trung tâm truyền thông văn hóa của huyện sẽ tổ chức các cái lớp sinh hoạt, các lớp hoạt động, các cái lớp năng khiếu cho trẻ em, làm thế nào đó để mà thu hút trẻ em vào đối với hoạt động để tránh trẻ em sa đà vào các cái tệ nạn xã hội khác. Đặc biệt cái đối tượng mà chúng tôi quan tâm nhất đó là đối tượng mà trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Nhìn chung là cái công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em hiện nay đối với huyện Mộc Châu thì cũng đã có cái sự quan tâm thành hệ thống rồi. Công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em được quan tâm đúng mức, công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe, dinh dưỡng cho nhân dân nói chung và chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ trẻ em nói riêng được tăng cường. Định kỳ triển khai ngày vi chất dinh dưỡng và chiến dịch uống bổ sung vitamin A cho trẻ em trên địa bàn toàn huyện. Tổ chức các đợt tiêm chủng mở rộng an toàn và hiệu quả. Chú trọng công tác y tế học đường, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các trường học có học sinh bán trú, nội trú. Trên địa bàn huyện có trên 13.000 trẻ em được phát thẻ bảo hiểm y tế. 100% trẻ dưới 6 tuổi khi ốm được khám, điều trị miễn phí tại các cơ sở y tế công lập. Bên cạnh đó, quyền học tập của trẻ em được thực hiện đầy đủ. Điều này thể hiện rõ nét qua tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi ngày càng cao. Chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo ra lớp chiếm 98,8%. Trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt 100%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên chiếm 84,8%. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 99,9%. Tốt nghiệp trung học phổ thông là 97,5%. Cơ sở vật chất các trường học được quan tâm đầu tư xây dựng. 100% phòng học được xây kiên cố, bán kiên cố, không còn phòng học tạm. Ngân sách chi cho giáo dục và đào tạo được tăng cường và bổ sung, cơ bản đáp ứng việc thực hiện các nhiệm vụ giáo dục hàng năm trên địa bàn huyện. Tất cả đang nỗ lực nhằm giúp các em có được môi trường giáo dục an toàn lành mạnh với các điều kiện tốt nhất, để mỗi ngày đến trường của các em là một ngày vui và bổ ích. Đối với huyện Mộc Châu thì trong những năm vừa qua, huyện ủy, hội đồng dân, ủy ban dân huyện đã chỉ đạo ngành giáo dục triển khai các nội dung để đảm bảo cho mọi trẻ em được thụ hưởng cái quyền lợi của mình, các em được tiếp cận đến cái điều kiện học tập giáo dục tốt nhất khi đến trường, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục cho các em có những kỹ năng ngoài việc là tiếp thu những kiến thức về văn hóa thì các em còn được giáo dục rèn luyện những kỹ năng là tự chăm sóc, tự bảo vệ
kỹ năng tự bảo vệ, phát huy hiệu quả nhất trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp. Đến trường, các em học sinh đã được cung cấp đầy đủ thông tin về dịch bệnh. Các thầy cô hướng dẫn các em thực hiện nghiêm túc quy định 5K trong nhà trường. Khi đến trường, các em được đo thân nhiệt, khử khuẩn, nhắc nhở đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn. Các phương án học trực tuyến cũng được các nhà trường triển khai để học sinh có thể làm quen và thực hiện tốt việc học online trong tình huống phải dừng đến trường. Ở Mộc Châu, học sinh không chỉ được trau dồi kiến thức, giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường, mà còn được tham gia sinh hoạt, tìm hiểu về quyền trẻ em, các hoạt động văn nghệ, thể thao, diễn đàn, các cuộc thi và các hoạt động từ thiện tại cộng đồng. Các hoạt động dành cho trẻ em với nhiều chủ đề, lắng nghe trẻ em nói, vì cuộc sống an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích cho trẻ em, phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em, chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, được tổ chức thường xuyên. Hàng năm, huyện Mộc Châu cũng phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao dành cho trẻ em tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới. Nhiều hình thức diễn đàn trẻ em đã được tổ chức tại các địa phương để trẻ em có điều kiện bày tỏ ý kiến, nói lên những mong ước, nguyện vọng của mình. Trong dịp hè, Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện cũng tổ chức nhiều hoạt động bổ ích, tạo sân chơi an toàn lý thú, rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ em, như mở các lớp dạy bơi, cờ vua, võ, múa, toán thông minh, tổ chức các điểm hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, đảm bảo an toàn cho trẻ em. Các đơn vị trường học cũng tổ chức bàn giao học sinh về địa phương sinh hoạt hè, lấy nhà văn hóa tại các bản tiểu khu là điểm diễn ra các hoạt động sinh hoạt hè cho các em, đồng thời chú trọng việc đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích cho trẻ em. Các hoạt động ngoại khóa trải nghiệm sáng tạo, tìm hiểu về truyền thống văn hóa các dân tộc, tìm hiểu lịch sử tại các di tích lịch sử trên địa bàn huyện cũng là những hoạt động hấp dẫn, thu hút đông đảo trẻ em tham gia. Các nhà trường đã tổ chức được 353 buổi trải nghiệm tham quan các di tích lịch sử với trên 20.000 lượt học sinh tham gia. Các trẻ em được tìm hiểu kiến thức, bài học qua các hoạt động trải nghiệm thực tế. Tất cả các hoạt động đó đã giúp trẻ em phát huy được tính chủ động, say mê tìm tòi, thể hiện mình và lĩnh hội tri thức. Đồng thời còn giúp các em rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, biết yêu thương, chia sẻ, nhân lên lòng tự hào dân tộc. Nhà trường tổ chức cho bọn con tham gia các hoạt động ngoại khóa để mà phát triển về kỹ năng tiếng Anh cũng như là về những cái hoạt động trải nghiệm làm theo nhóm hay là theo hình thức là tổ chức là gồm có nhiều người. Thì bọn con có quyền được nói các ngôn ngữ khác nhau như là môn tiếng Anh, đặc biệt là với môn ngoại ngữ thì cũng với lại môi trường sinh hoạt của chúng con thì chúng con có thể là học được cách giao tiếp với mọi người và có thể học tương tác, có nghĩa là từ những người nói đối với những người nghe, có thể hỏi và đáp. Và sau khi mà cái buổi ngoại khóa để kết thúc thì chúng con vừa có thể có kiến thức là hoạt động nhóm, có tinh thần xung phong và cùng với lại là kỹ năng giao tiếp tiếng Anh bắt đầu tiến triển và phát triển hơn. Sự quan tâm chăm sóc, chăm lo cho trẻ em còn được thể hiện rõ trong các dịp quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Tết Trung Thu. Từ năm 2016 đến nay, huyện Mộc Châu đã thành lập các đoàn công tác đi thăm và tặng gần 2.000 suất quà trị giá trên 200 triệu đồng cho trẻ em điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu, Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên, trẻ em tại các khu cách ly tập trung của huyện. Hàng năm, huyện cũng tổ chức chương trình Tết Thiếu Nhi, chương trình vui hội trăng rằm tại các xã thị trấn và cả các bản vùng sâu vùng xa, vùng biên giới với hàng ngàn lượt trẻ em tham gia. Chương trình với các hoạt động vui vẻ, lành mạnh, bổ ích và nhiều tiết mục văn hóa văn nghệ đặc sắc mang đến cho các em những mùa Trung Thu ấm áp, vui tươi. Đây sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp trong ký ức tuổi thơ của các em. Con hát bài Đêm Trung Thu và nó mang ý nghĩa kể về một đêm Trung Thu tươi đẹp của các bạn thiếu nhi. Con thấy rất là vui và cảm động vì các cô đã cho bọn con cơ hội để được thể hiện tài năng của mình. Hiện nay, huyện Mộc Châu có gần 4.700 trẻ em thuộc hộ gia đình nghèo, hộ cận nghèo, sinh sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn. Đây cũng là đối tượng được các cấp các ngành dành sự quan tâm hơn cả. Huyện Mộc Châu cũng đã trích các nguồn quỹ, đồng thời kêu gọi các nhà hảo tâm tặng quà, tặng xe đạp cho trẻ em nghèo, tặng xe lăn cho trẻ khuyết tật. Những mảnh đời không may mắn cũng cảm nhận được sự quan tâm, tình yêu thương của tất cả mọi người dành cho các em, giúp các em có thêm động lực, niềm tin cố gắng hơn trong cuộc sống.
Từ năm 2019 đến nay, thông qua việc kêu gọi vận động hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện, đã có 203 em được 151 tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nhận đỡ đầu trong 3 năm với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng. Không chỉ kịp thời chuyển tiền đỡ đầu 500.000 đồng một tháng cho mỗi em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các đơn vị nhận đỡ đầu còn thường xuyên thăm hỏi, động viên, coi các em như con cháu trong gia đình. Nhờ sự giúp đỡ đó, nhiều em học sinh đã có cơ hội viết tiếp ước mơ của mình. Có những em bé không may bị mắc bệnh hiểm nghèo cũng đã được chia sẻ và kết nối để đưa đi chữa trị. Những em bé không may mồ côi lại được sống trong tình yêu thương của những gia đình đầy ắp tình cảm ấm áp. Con ở chơi với em, dạy em học bài. Con ước mơ sau này làm giáo viên để học thật giỏi, sau này dạy học cho những em khác. Không chỉ có các chương trình của huyện, sự chung tay sẻ chia của các nhà hảo tâm, các cơ quan đơn vị với tình yêu thương dành cho trẻ em cũng đã có nhiều chương trình ý nghĩa. Nổi bật như dự án nuôi em Mộc Châu của Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an huyện. Dự án đã kết nối được trên 800 cha mẹ nhận nuôi trên 1.500 học sinh mẫu giáo tại các xã khó khăn của huyện. Thay vì mang cơm trắng đến lớp, thì hàng ngày các em sẽ được ăn đủ chất dinh dưỡng với sự hỗ trợ 6.800 đồng một suất ăn. Sau thời gian triển khai, các em bé đều phát triển tốt cả về cân nặng và chiều cao, tình trạng suy dinh dưỡng không còn, tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng ở các điểm trường này cũng chấm dứt. Từ khi dự án nuôi em Mộc Châu triển khai tại trường mầm non Lóng Sập thì có rất là nhiều, hỗ trợ rất là nhiều trong nhà trường trong công tác giáo dục, đó là duy trì sĩ số trẻ đến lớp đều hơn và trẻ được ăn ngon, ăn no và đầy đủ dinh dưỡng thì dẫn đến là trẻ hăng say học tập hơn. Với vùng cao biên giới của huyện, trẻ em vẫn còn chịu nhiều thiệt thòi, thiếu thốn. Thấu hiểu điều đó, các cấp các ngành, đặc biệt là những cán bộ chiến sĩ biên phòng, đã dành sự quan tâm rất lớn cho các em. Bắt đầu từ năm 2008, đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập đã duy trì mô hình bữa sáng cho em. Cán bộ chiến sĩ ở đây đã trích từ suất ăn của mình, hàng ngày nấu cơm mang đến cho 83 em học sinh nghèo ở điểm trường mầm non bản Buốc Bát và trường trung học phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Lóng Sập. Bên cạnh đó, đơn vị cũng nhận đỡ đầu 9 em học sinh ở hai xã Lóng Sập và Trường Khừa, một em của huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, cho đến khi các em học xong trung học phổ thông. Các chiến sĩ mang quân hàm xanh còn nhận nuôi dưỡng hai em ăn ở, sinh hoạt và học tập ngay tại đơn vị, theo mô hình con nuôi đồn biên phòng. Đặc biệt trong năm 2021, đồn đã kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí xây dựng hàng loạt các công trình, phòng học cho em, bếp ăn cho em, sân chơi cho em tại các điểm trường khó khăn của hai xã Lóng Sập, Trường Khừa với kinh phí gần 300 triệu đồng. Những việc làm đó thể hiện tình yêu lớn lao của những người lính Cụ Hồ dành cho những em bé vùng cao, cho vùng đất biên cương của Tổ quốc. Đối với tôi thì cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Lóng Sập cũng như các đơn vị tài trợ mong muốn là gửi gắm tình cảm đối với các cháu học sinh mầm non nơi biên cương thân yêu của Tổ quốc. Mong muốn các cháu sẽ ngày càng phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần và trí tuệ để sau này sẽ trở thành những công dân tốt, góp phần cùng với cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Lóng Sập bảo vệ vững chắc biên cương thân yêu của Tổ quốc. Với tình yêu thương vô bờ dành cho trẻ em, huyện Mộc Châu đã, đang và sẽ luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho trẻ thơ, để các em được sống trong niềm vui, sự yêu thương chia sẻ, để các em có điều kiện phát triển toàn diện cả về thể chất, tinh thần, trí tuệ và đạo đức, xứng đáng trở thành những chủ nhân tương lai vừa hồng, vừa chuyên, góp sức xây dựng quê hương đất nước ngày một phồn vinh, hạnh phúc. Trang cơ sở của huyện Mộc Châu hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.